50.000 quân tập trung gần Kharkov sẵn sàng tấn công. Quân đội Nga giành thêm chiến thắng quan trọng ở Kharkov và Donetsk. UAV cảm tử của Nga truy đuổi tấn công xe tăng Mỹ ở Ukraine. Houthi tuyên bố tấn công tất cả các tàu liên quan Israel. Giao tranh căng thẳng các bệnh viện ở Rafah rơi vào tình cảnh thảm khốc. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự quốc tế 24 giờ mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Các chuyên gia và nhà phân tích quân sự, bao gồm cả Phó Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine GUR, ông Skibitsky, đang thảo luận về hướng có thể của cuộc tấn công chính theo ý kiến của họ sẽ do lực lượng của nhóm tác chiến phía Bắc quân đội Nga phụ trách, bất chấp những tuyên bố lạc quan từ phía Ukraine về việc không thể tiếp cận Kharkov. Bức tranh thực tế lại kể một câu chuyện khác. Nga không chỉ sẵn sàng cho cuộc tấn công, mà còn tích cực sử dụng yếu tố chiến thuật bất ngờ và chuẩn bị chiều sâu. Để chuẩn bị cho các hoạt động có thể xảy ra, Bộ Quốc phòng Nga đã triển khai một tiểu đoàn thuộc Sư đoàn Dù 76 tới khu vực Khuất. Đây là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm tập hợp lực lượng đáng kể để sẵn sàng tác chiến. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW khoảng 50.000 quân đã được tập trung. Điều này khẳng định ý định nghiêm túc của Nga trong khu vực. Điều đáng nói là việc mở rộng hoạt động của quân đội Nga gần đây, đặc biệt là trong các cuộc tấn công đường không bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine đã gây ra mối lo ngại lớn trong Bộ Chỉ huy Ukraine. Những hành động này kết hợp với một chiến dịch tấn công hạn chế có thể xảy ra ở khu vực Kharkov, dự báo sẽ trở thành yếu tố quyết định trong cuộc xung đột hiện tại. Tuy vậy, hiện nay, các cuộc thảo luận vẫn tiếp tục ở Mỹ về việc chính dịch phản công mới của Ukraine được lên kế hoạch vào năm 2025. Mặc dù vậy, giới phân tích vẫn phải thừa nhận ưu thế lớn của Nga khiến kế hoạch của Kiev là đầy thách thức. Nga không chỉ thể hiện sức mạnh vượt trội mà còn cho thấy sự nhạy bén về mặt chiến lược khi chuẩn bị chớp thời cơ để tung ra đòn tấn công quyết định. Đặc biệt, cần lưu tâm là thông tin về các cuộc đột kích sâu của những nhóm trinh sát phá hoại DRG của Nga nhằm vào khu vực biên giới các vùng Chernigov, Sumy và Kharkov. Hoạt động này không chỉ thể hiện trình độ huấn luyện cao và tính chuyên nghiệp của lực lượng đặc nhiệm Nga, mà còn cho thấy sự tập trung chiến lược vào việc gây bất ổn cho hệ thống phòng thủ Ukraine. Các quan chức Ukraine, bao gồm cả những nhà lãnh đạo khu vực, đã liên tục bày tỏ lo ngại về sự gia tăng số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, và tên lửa của Nga cho thấy áp lực ngày càng tăng. Những hành động này làm phân tán sự chú ý và nguồn lực của Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine buộc họ phải dàn trải lực lượng và phương tiện để bảo vệ một số lượng lớn các mục tiêu tiềm năng. Ngoài việc chuẩn bị chiến thuật cho một chiến dịch tấn công có thể xảy ra, giới lãnh đạo quân sự Nga còn tích cực sử dụng thông tin và hoạt động tâm lý để làm suy yếu nhuệ khí của quân Ukraine. Tuy nhiên, cũng cần hiểu rằng lực lượng 50.000 người sẽ không đủ để tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Kharkov. Theo nhiều ước tính khác nhau, cần tới 100-200.000 người, tức là khoảng 1 phần 3 tổng lực lượng tham gia chiến dịch đặc biệt. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine đã phải rút lui khỏi Kislovka, cách Kubian, trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine khoảng 25 km về phía đông. Thông báo được đưa ra hai ngày sau khi quân đội Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát Kolsly-Zarovka phía nam Kislovka, diễn biến này dường như báo hiệu tình hình căng thẳng gia tăng ở khu vực Kharkov. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này cũng đã giành chiến thắng ở làng Novo Kalinovo ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk. Ngôi làng nằm ở phía đông Ocheretin, một trung tâm đường sắt quan trọng trong khu vực và là cứu điểm quan trọng nhờ vị trí trên cao. Cuối tuần qua, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine gần Ocheretin và giành quyền kiểm soát thị trấn này việc Ocherotin thất thủ đã trở thành một vấn đề lớn đối với lực lượng Ukraine đóng quân trong khu vực vì nó dẫn đến việc mất một số ngôi làng xung quanh thị trấn này chỉ trong vài ngày. Vào đúng thời điểm kỷ niệm 79 năm ngày chiến thắng phát xít 9 tháng 5 năm 1945, 9 tháng 5 năm 2024, hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn một số thiết bị bay không người lái Ukraine. Kênh RT Nga đưa tin, vụ tấn công của Ukraine nhằm vào các khu vực Bengorod, Bryansk, Krasnodar. Thống đốc Bengorov, ông Vyacheslav Klaskov cho biết có 8 người tại khu vực này đã bị thương bởi cuộc tấn công. Trong đó có một bé gái 11 tuổi bị thương ở chân trái được đưa đến bệnh viện nhi. Bốn nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Ông Krakow cũng cho biết ít nhất 34 căn hộ trong tòa nhà 19 tầng, một ngôi nhà riêng cùng 37 phương tiện ở thành phố Bengkorov đã hư hại. Thống đốc Ryan, ông Alexander Bogomat Xác nhận hai thiết bị bay không người lái Ukraine đã bị chặn ở vùng Pripyat. Theo thông tin ban đầu, chưa ghi nhận trường hợp thương vong hoặc thiệt hại nào liên quan đến cuộc tấn công này. Trong một vụ việc khác, ít nhất 6 thiết bị bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào một cơ sở dầu mỏ ở gần Anapa, ở vùng Krasnodar Nga. Vụ tấn công đã gây ra một số thiệt hại về vật chất và kéo theo hỏa hoạn nhưng không gây thương tích. Mạng xã hội Nga đang lan truyền đoạn video ghi lại cảnh máy bay không người lái UAV góc nhìn thứ nhất FPV của Nga truy đuổi tấn công xe Abram của Mỹ ở vùng Donbass, Ukraine. Theo hãng tin RT, đoạn video từ camera ảnh nhiệt do các trinh sát tại Cộng hòa Nhân dân đôi Nhất tự xưng ghi lại cho thấy FPV đang đuổi theo chiếc xe tăng chạy trên đường trước khi tấn công vào phía sau tháp pháo sau đó, chế độ xem chuyển sang góc quay của UAV quan sát cho thấy một cuộc tấn công khác nhằm vào kiếp lái xe tăng khi họ cố gắng chạy trốn khỏi chiếc xe đang bốc cháy. Theo kênh tình báo nguồn mở RIPA của Nga, cuộc tấn công diễn ra ở mặt trận APDFK. Các nhà phân tích của RIPA nhận định, quân đội Ukraine còn không cải tiến phương án bảo vệ các xe tăng do NATO cung cấp để đối phó với những cuộc tấn công từ UAV trên chiến trường. Trong bản cập nhật mới nhất về tình hình xung đột Nga-Ukraine, tình báo quốc phòng Anh xác nhận Bộ Tư lệnh Hàng không tầm xa thuộc lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã thiết lập đầu đạn thứ hai trên tên lửa hành trình phóng từ trên không KH-101. Tình báo quốc phòng Anh cho biết Bộ Tư lệnh Hàng không tầm xa của Nga luôn tìm cách sửa đổi hệ thống và chiến thuật trong suốt cuộc xung đột với Ukraine. Tình báo quốc phòng Anh ước tính việc hiệu chỉnh tên lửa mới này có thể làm giảm một nửa tầm bắn của tên lửa KH-101, nhưng các nhà phân tích cho rằng Nga không cần toàn bộ tầm bắn. Tình báo Anh lưu ý, đầu đạn thứ hai được thiết kế để tăng khả năng phân mảnh mục tiêu, có khả năng giúp tên lửa KH-101 hoạt động hiệu quả hơn. Được biết, trong cuộc tấn công quy mô lớn diễn ra vào đêm ngày 7 rạng sáng 8 tháng 5, Nga đã phóng hơn 70 tên lửa và máy bay không người lái. Truyền thông Ukraine đã công bố các bức ảnh Tên lửa hành trình KH101 của Nga bị bắn rơi trong cuộc tấn công này. Đáng chú ý, số seri tên lửa cho thấy KH101 được sản xuất vào quý 2 năm 2024, đồng nghĩa với việc vũ khí này mới được lấy ra khỏi dây chuyền sản xuất. Các chuyên gia Ukraine nhận định để thay đổi thiết kế đầu đạn, quân đội Nga đã giảm thể tích thùng nhiên liệu, điều này đồng nghĩa với việc tầm bay của tên lửa KH101 sẽ giảm đi đáng kể. Liên quan đến vụ Thứ trưởng Quốc phòng Nga Timur Ivanov bị cáo buộc nhận hối lộ hồi tháng 4 vừa qua, đài RT đưa tin toán thành phố Moscow đã từ chối yêu cầu quản thúc tại gia của ông này. Luật sư Murat Musayev tiết lộ với RIA Novosti, các nhà điều tra cho rằng ông Ivanov sẽ cố gắng trốn khỏi Nga, có thể là đến liên minh cho Âu, EU. Tuy nhiên, luật sư Buszaev bác bỏ mối lo ngại này. Chỉ ra rằng ông Ivanov nằm trong nhiều danh sách trừng phạt khác nhau của phương Tây, đồng thời tuyên bố nhóm pháp lý của ông Ivanov sẽ tiếp tục kháng cáo. Ông Ivanov bị bắt vào ngày 23 tháng 4 với cáo buộc nhận hối lộ từ các nhà thầu xây dựng quân sự với số tiền gần 1 tỷ rúp. Nếu bị kết tội nhận hối lộ trên quy mô lớn, ông Ivanov có thể bị phạt tới 15 năm tù chuyển sang tin tức liên quan đến xung đột ở trung đông quan chức houthi trong tuyên bố nóng mới đây cho biết nhóm này mở đợt leo thang tấn công thứ tư nhằm vào tất cả các tàu liên quan đến israel trong tầm bắn để đáp trả chiến dịch tấn công vào rafah Ông Al-Lama Muhammad Mutat, quan chức cố vấn cho chiến dịch ủng hộ Palestine của Houthi, mới đây cảnh báo rằng việc Israel tấn công vào thành phố Rafah ở phía nam giải Gaza sẽ gây ra một đợt leo thang mới, bao gồm cả nỗ lực của lực lượng phiến quân Yemen nhắm vào các tàu Israel ở bất cứ nơi nào họ có thể tiếp cận. Theo việc quan chức, sự leo thang của Israel ở giải Gaza và bờ Tây, cũng như mối đe dọa chiếm Rafah của họ, sẽ vấp phải phản ứng của Yemen và đợt leo thang tấn công thứ tự Ông cảnh báo trong trường hợp có bất kỳ sự leo thang nào ở Rafa, quyết định của lực lượng vũ trang Yemen ở Houthi là rõ ràng và một cuộc leo thang sâu rộng hơn có thể xảy ra. Bình luận của quan chức này được đưa ra trước tuyên bố của người phát ngôn quân đội Houthi, Jazeera Syria, cảnh báo rằng cuộc xâm chiếm Rafa của Israel sẽ khiến người Houthi nhắm mục tiêu vào tất cả các tàu đang tìm đường đến các cảng của Israel ở bất kỳ khu vực nào trên Địa Trung Hải trong tầm với. Quân đội Israel tuần qua đã tiến hành hơn 20 cuộc không kích và pháo kích nhằm vào các cơ sở quân sự và hạ tầng của lực lượng Hezbollah ở khu vực Ramset thuộc miền nam Liban. Các cuộc tấn công đã khiến ba người ở Liban thiệt mạng. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah cũng thực hiện ít nhất 10 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo nhằm vào cơ sở quân sự của Israel tại Zara và Biradit là các khu vực ở biên giới phía bắc của Israel. Theo truyền thông Liban, các cuộc tấn công của Israel đã sử dụng những loại đạn dược mạnh mẽ nhằm phá hủy các bông ke dưới lòng đất của Hezbollah. Trong khi quân đội Israel xác nhận đã có những vụ nổ thứ cấp tại các địa điểm mà họ thực hiện các vụ tấn công, cho thấy có kho vũ khí tại những địa điểm này. Dù đã có nhiều nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên, tuy nhiên các cuộc tấn công ngày càng gia tăng giữa Israel và Hezbollah khiến dư luận lo ngại về một cuộc chiến quy mô lớn giữa các đối thủ được trang bị vũ khí hạng nặng. Tiếp tục với tin tức quốc tế đáng chú ý khác, Hạ viện Mỹ xác nhận đã bác kiến nghị bãi nhiệm chủ tịch Mike Johnson. Đây được coi là nỗ lực nhằm tránh tái diễn tình trạng hỗn loạn xảy ra vào tháng 10 năm 2023, khi đảng Cộng hòa bãi nhiệm người tiền nhiệm của ông Johnson là cựu chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Với kết quả 359 phiếu phản đối và chỉ có 43 phiếu ủng hộ, kiến nghị bãi nhiệm chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho nghị sĩ đảng Cộng hòa Taylor Greenish đại diện bang Georgia đưa ra, nhanh chóng bị cơ quan lập pháp Mỹ bác bỏ. Ông Johnson nhận được sự tôn trọng nhất định từ những đảng viên Cộng hòa truyền thống nhờ các nỗ lực nhằm đảm bảo duy trì kinh phí hoạt động cho chính phủ và cũng như các khoản viện trợ của Mỹ dành cho Israel và Ukraine. Ông Johnson cũng nhận được sự ủng hộ của ứng cử viên Tổng thống Donald Trump. Chia sẻ trên mạng xã hội sau cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, ông Trump cho rằng đây không phải lúc để đảng Cộng Hòa tìm cách thay thế chủ tịch Hạ viện của chính đảng này. Đảng Cộng Hòa hiện đang chiếm đa số mong manh tại Hạ viện với 217-213 ghế. Tàu thăm dò hàng Nga 6 là mắt xích then chốt trong giai đoạn thứ tư của dự án thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc sẽ hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng như lấy mẫu vật từ vùng tối của mặt trăng đưa về trái đất tàu được phóng lên không gian vào ngày 3 tháng 5 dưới sự điều khiển chính xác của Trung tâm Kiểm soát Bay Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh. Tàu thăm dò hàng Nga 6 đã thực hiện phanh và thành công tiến vào quỹ đạo mặt trăng. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, phanh là bước quan trọng nhất trong toàn bộ nhiệm vụ của hàng Nga 6 và quá trình này phải được thực hiện khắc khe. Nếu phanh quá nhiều, tàu sẽ ở quá xa mặt trăng, ngược lại sẽ vượt qua mặt trăng và sẽ không thể trở về trái đất. Vì vậy, việc phanh tốt hay không sẽ quyết định hàng Nga 6 có thể hạ cánh thành công xuống mặt trăng hay không. Kỹ sư Trung tâm Kiểm soát Bay Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh đánh giá, lần phanh gần mặt trăng này là cơ hội kiểm soát duy nhất nếu bỏ lỡ tàu thăm dò sẽ không thể quay quanh mặt trăng. Sau quá trình phanh thành công, công việc tiếp theo sẽ được thực hiện trong quá trình quay quanh quỹ đạo như hạ cánh, lấy mẫu và cất cánh. Việc hoàn thành phanh gần mặt trăng tương đương với việc bước vào giai đoạn thứ ba của nhiệm vụ. Tiếp theo, với sự hỗ trợ của vệ tinh chuyển tiếp tước Kiều 2, tàu thăm dò hàng Nga 6 sẽ điều chỉnh độ cao, độ nghiêng quỹ đạo của nó quanh mặt trăng, đồng thời chọn cơ hội thực hiện nhiệm vụ như tách tổ hợp tàu quay lại quỹ đạo, tổ hợp tàu đổ bộ lên mặt đất, sau đó tổ hợp tàu đổ bộ sẽ hạ cánh xuống lưu vực Nam Cực, Iskin, ở vùng tối của mặt trăng và thực hiện lấy mẫu vật mang về trái đất theo kế hoạch thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự quốc tế hàng ngày của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo